Cả anh em ha, hôm nay em giới thiệu đến các anh em những cái mẫu kéo dụng cụ bonsai anh em, kéo rồi cưa cạp rồi giờ ghép. Hôm nay có hai cái cây hàng bãi anh em, hai cái hàng bãi đó. Rồi cái hình thức thì em sẽ gửi hàng đi và anh em được quyền kiểm tra hàng và test hàng ha, sau đó anh em thanh toán cho nhân viên ship code, tức là anh em nhận hàng rồi thanh toán, không thanh toán trước nha, và anh em được quyền kiểm tra hàng và test hàng nha. Cặp nè, cặp xéo, cặp tròn, thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em xem rất kỹ ha. Thì hôm nay cuối clip có cái kéo bãi anh em, kéo hàng bãi hai cây ha, hai cây này. Chút nữa giới thiệu anh em vì anh em yêu yêu mến ủng hộ nha anh em, có cả dao ghép nữa nè, dao ghép Nhật luôn nè, hàng Nhật ha, cái nào Nhật thì em nói Nhật. Rồi em giới thiệu chi tiết ha, từ bên trái qua, đầu tiên là kéo tỉa anh em nha. Kéo tỉa này lúc giờ em giới thiệu rất là nhiều rồi, chiều dài là 21 phân. Đây toàn bộ chốt đinh tán inox ha, đi theo cặp nha, đợt này giao lưu theo cặp. Made in Japan đây. Cái này không phải mẫu Sada nha anh em, chút nữa giới thiệu cho anh em xem. Cái kéo tỉa trước đi ha. Này là cao su nè, có cái móc nè, chiều dài 21 phân nè, có cả răng chống trượt nè. Răng chống trượt, cái mục đích là chúng ta kẹp vậy nè, tôi bấm không có tụt cái cành về trước anh em đó, thấy không, rất là bén ha. Đó, cái cây này thì 80.000, cắt được những cành lớn vậy nha anh em. Cái này dùng để tỉa dăm, cắt lá, cắt bo. Đó, rồi 80.000. Còn cái này, cây này á, thì một cặp này á, là 260 ha, thì cái cắt này là 180 nè. Cái tỉa thì 80. Cái này thép SK5 ha, Made in Japan, không phải mẫu Sada nha. Cái mẫu Sada tất 4 5 loại rồi. Anh em khó mua được cái loại một lắm, dễ bị lừa lắm. Còn riêng cái mẫu này thì một loại duy nhất ha, tem bằng đồng này. Đó. Mẫu này thì nó gọn hơn mẫu Sada, cái loại này gọn mẫu Sada. Đó. Có lẫy ha, bóp vô là tự nhả ra, mà muốn gài vô nè cái khóa nè ha, đó, bóp là tự nhả luôn. Rồi cắt thử cho anh em xem, nó rất là bén nha anh em. Cái này thì anh em làm công nghiệp làm nhanh, thao tác nhanh, số lượng lớn nhà vườn, anh em cắt thì ok. Cắt rất là bén và siêu ngọt, ngọt lắm anh em. Cây này em giao lưu rất là chạy. Rồi cây này 180 ha, 180 cộng với lại một cái 80 là 260 em bao ship. Rồi tiếp theo nữa là cái cưa này, cưa Hàn Quốc, lúc trước là cưa dài 25 phân, đợt này dài 21 phân nha anh em. Rất là bóng luôn ha. Nó có cả hai nấc, chúng ta bấm cái nút này vô thì chúng ta gài lại được nè, hai nấc ha. Nấc này là thông dụng nhất nè. Rồi cái cây cưa này cái chiều dài là 21 phân nha anh em, cưa Hàn Quốc. Này nó bị dính nha, nó mới, hàng mới 100%, bóng loáng luôn. Răng thì khỏi chê anh em nha, răng thì khỏi chê luôn. Đó, rất là sắc nét, nó bằng một cái màu màu thép khác anh em. Rồi cái cây cưa này là 201 nha anh em, 201. Mà cây cưa này em chưa bao ship nha. Anh em nào mà mua á thì hỗ trợ mua một mình cây này á thì anh em hỗ trợ thêm 20.000 tiền phí ship nha. 20.000 được rồi, em sẽ phụ thêm cho anh em. Là tất cả anh em khi nhận hàng cái cưa này á thì anh em chỉ thanh toán là 230.000. Đó. Chiều dài 21 phân nha. Giá 201. Còn trường hợp nào mà anh em mua kèm những sản phẩm đã bao ship, ví dụ hai sản phẩm thì em sẽ tính là 201 thôi, không tính thêm ha. Anh em mua một mình thì em sẽ tính thêm 20.000 tiền phí ship, là thành 230 nha. Rồi. Đó, cái cưa này cưa Hàn Quốc, chiều dài 21 phân. Lúc trước thì cưa là 25 phân. Nhưng mà nhiều anh em hỏi là cái cưa nó gọn hơn chút, là 21 phân nha anh em. Rồi. 201 chưa bao ship ha. Anh em mua một mình thì phụ thêm 20.000 tiền phí ship nữa nha.
Rồi tiếp theo là cua Đài Loan. Riêng cua Đài Loan này á là em không bao chip nha. Nó chiều dài là 16 phân. Cua Đài Loan này anh em cua là không có hối hận đâu. Xài rất là đã, em để dành mấy cây em xài luôn anh em. Made in Taiwan ha. Chiều dài 16 phân. Cái là dòng cua này nó mỏng và sắc bén, lưỡi rất là bền, răng rất là bền nha anh em, mà cua rất là đã, nó gặm rất là tốt anh em. Nè thử răng ha. Rồi cái cây này giá 160, chưa cộng phí ship nha, chưa bao ship đâu. Cây này thì anh em mua một mình thì anh em thanh toán tiền phí ship, khi anh em nhận thì thanh toán thêm phí ship, nhà vận chuyển người ta tính bao nhiêu thì anh em thanh toán bao nhiêu. Cái ship tầm khoảng chừng 30.000 ha. Còn anh em mua kèm những sản phẩm nào bao ship thì em sẽ bao ship luôn, giá 160 ha. Thứ ba nữa là cái cua Hàn Quốc, dài 21 phân, xin lỗi, cua Nhật nha anh em. Cua này là cua Nhật dài 21 phân này, Made in Japan dài 21 phân. Đó, cái lưỡi rất là nhỏ đây. Mục đích của cái cua này á, nó nhỏ bằng cái lưỡi kéo ha. Là chúng ta tập cua trong ngóc ngách á, gọi là cua nách đây nè, cua trong nách trong kẹt đó. Đó, mà cái cua này anh em cua ở ngoài vẫn được, mà những cành lớn bên ngoài cùng tay anh em cua vô tư, cùng chân anh em cua vô tư. Đó, nó dòng cua Nhật mình em siêu bén, bén ghê lắm. Rồi cái cua này giá là 170.000 ha, em chưa cộng phí ship nha, chưa bao ship đâu. Đó, cái cua này anh em được quyền thử hàng và test hàng luôn, hàng tốt. Rồi tiếp theo nữa là cái cạp cạp xéo, đợt này không có xéo đa năng anh em, mà chỉ có xéo thôi, xéo và tròn thôi. Đó, cạp xéo này chiều dài 21 phân luôn. Đó, cắt thử cho anh em xem ha. Đó, cái này giá 170 một cây, xin lỗi, 370.000 một cây, em sẽ bao phí ship luôn nha, 370. Cắt rất là êm này, 370 một cây em bao phí ship. Rồi mũ dính nè, 370 một cây nha, chiều dài 21 phân đây. À, 370 không ở đâu có giá này nha anh em, 370 mà không có bao ship đâu, mà em bao ship cho anh em luôn, bao ship toàn quốc luôn nha. À, rồi tiếp theo nữa cặp tròn, anh em thấy cái họng đó nè, đó cái họng này nè. À, này là 380 nha, cũng chiều dài 21 phân luôn. 380 là anh em không mua ở đâu có, cũng có giá này nhưng mà không có bao ship, còn riêng em bao ship luôn, và anh em được quyền kiểm tra hàng và test hàng nha. Đó, anh em thấy không? Cắt rất là đã nè, cạp ha, xử lý mặt sẹo. Rồi chiều dài 21 phân luôn, giá là 380, em sẽ bao phí ship 380 ha, cạp rất là đã này. Giá ok ha, giá này thì giá này thì anh em xài những cái cạp này nữa, ok. Rồi tiếp theo nữa là cái dao ghép anh em, hiệu thương hiệu Nhật Watashi. Dao Nhật nha anh em, bén lắm, nó bén thì thôi khỏi chê anh em. Bén ngọt luôn, này dễ đứt tay lắm anh em. Rồi cái dao này giá giao lưu là 220.000 nha, và em bao phí ship luôn, mua một cây em cũng bao ship luôn. Đó, cái dao ghép nè, ghép xịn ha, Nhật. Rồi 220.000 bao phí ship. Rồi tiếp theo nữa là kéo, một cái kéo cũ anh em, hàng hàng nghĩa địa, Nhật xịn đó anh em. Đó, cái kéo này thì giá mềm giao lưu chia lại anh em chơi, anh em cho anh em chơi ha. Đây. Rồi cái này em giao lưu các anh em là 260.000, em bỏ phí ship ha. Cắt nó bén anh em, êm nữa. Êm ha. Đó, cắt cành nè, cắt cành khỏi chê rồi. Rồi cây này có 260.000 thôi, bao ship. Cây này nó có hai cái lỗi nha anh em, thứ nhất là nó bị rỗ nè, do người ta chất trong đóng trong bãi, nó bị va chạm. Cái này thép tốt ha, nè nó có hai màu nè, đó. Và dưới đây nè, hai màu,
nó luyện một cái thép khác ha. Này, lỗi thứ hai nữa là cái da này nè, cái phần bọc này nó bị rách này. Cái lỗi thứ nhất là anh em thấy không, thép tốt nó mới vậy, chứ thép đều là nó bị quằn. Còn cái thép này nó bị va đập cái nó lủng lỗ một lỗ nè. Đây là một lỗi thứ nhất ha, nào nói nào ra đó anh em nha. Anh em nào ưng thì anh em chơi ha, giá chỉ có 260 thôi. Cái lỗi thứ hai nè, cái da này nè nó bị rách nè. Cái phần mũ này nè không quan trọng ha, quan trọng là cái chất thép của nó thôi. Đó, cây này còn tốt. Rồi tiếp theo nữa là cái cây kéo đúc nguyên khối này. Này cắt cho anh tự. Này hàng bãi, nhưng mà cái mẫu kéo này không phải hàng A nè. Bán mẫu hàng A khỏi chê rồi. Này này dính mũ mới vệ sinh sơ sơ nè. Đây nó còn chữ nè anh em, mắt in Japan nè anh em. Mới vệ sinh sơ sơ ha, này mắt in Japan. Rồi cái kéo này thì nó là hàng B ha, nó mà hàng A thì mà mới như vậy nó nằm giá khoảng 600-700. Thì cái này em sẽ giao lưu anh em giá là 320.000, 320.000 ha, em bảo phí ship một cây duy nhất ha. Rồi anh em hợp cả cái nào thì anh em gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại em để trên màn hình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau.